Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến rồi anh em ạ. Red Magic 8S Pro chính thức về Việt Nam. Đương nhiên đây sẽ không phải là bản sách tay, vì cơ bản bản sách tay thì nó đã về cách đây khoảng tầm là vài tháng trước rồi, mà đây sẽ là phiên bản chính thức được phân phối ở Việt Nam, cũng như là sẽ có đầy đủ tiếng Việt và bảo hành đầy đủ luôn cho anh em nhé. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review về Red Magic 8S Pro để xem là với chiếc điện thoại gaming phone có thể coi là top đầu thế giới này thì nó sẽ có những gì, và cũng như là khi mà về Việt Nam thì nó sẽ khác gì so với cái phiên bản nội địa nhá. Trước khi bắt đầu video này, anh em nào quan tâm về Red Magic 8S Pro và muốn mua em nó thì có thể tham khảo thông qua link ở phần mô tả và bình luận của video này nhá. Còn bây giờ thì hãy đến với nội dung chính trong video ngày hôm nay, review Red Magic 8S Pro. Rồi, đây là phiên bản quốc tế nên là các bạn sẽ thấy ở đây rằng là chúng ta sẽ có tất cả mọi thông tin của nó đều bằng tiếng Anh. Còn nếu như phiên bản nội địa thì nó sẽ là tiếng Trung hết. Vỏ hộp của Red Magic 8S Pro thì nhìn nó vẫn rất là chuẩn của Red Magic, vẫn rất là hầm hố và cực kỳ đẹp luôn. Ở bên trong con Red Magic 8S Pro ấy thì nó sẽ có bao gồm là một cái ốp lưng. Tuy nhiên cái ốp lưng lần này thì mình thấy nó làm theo kiểu là tinh gọn, kiểu khá là gọn gàng để anh em có thể sử dụng trực tiếp với những con sò lạnh bên ngoài, hoặc là cho cảm giác cầm chơi game nó chân thật hơn. Ngoài ra với Red Magic 8S Pro thì các bạn cũng sẽ có bên trong đó là đầy đủ, bao gồm là một bộ sạc, bao gồm cáp sạc USB Type-C, 2 Type-C, và cũng như các bạn sẽ có củ sạc tận là 65W chuẩn PD của Red Magic 8S Pro. Còn nói về em Red Magic 8S Pro này thì thực sự phải nói rằng đây là con gaming phone có rất nhiều yếu tố trải nghiệm cực kỳ ngon cho cái khoản là chơi game. Đầu tiên ấy, đến với khoản thiết kế đi, thì Red Magic 8S Pro phải nói rằng nó có một thiết kế vô cùng hầm hố này, rất là vuông vức, khung viền nó sẽ được làm từ hợp kim nhôm, lưng sẽ là mặt lưng kính, nhưng nó sẽ có cái họa tiết vân đồng tâm và nó sẽ giảm thiểu cái dính mồ hôi vân tay và cho một cái trải nghiệm cầm nắm chơi game tốt hơn. Ngoài ra thì anh em có thể để ý là các logo này, các cái điểm nhấn in họa tiết của gaming ở đây như là logo Red Magic đó, rồi chúng ta sẽ có hệ thống tản nhiệt này, rồi chúng ta sẽ có cái phần là logo của Red Magic ở bên dưới này, tạo nên cái nét hầm hố, và thực sự là thiết kế của em này nó sẽ không lẫn vào so với lại những điện thoại khác được. Và ngoài ra nhé, ở trên con Red Magic 8S Pro này ấy, thì các bạn cũng sẽ có hai cái vị trí khe, một bên là sẽ hút gió và một bên sẽ là thổi gió ra. Thì đây chính là cái vị trí của cái quạt tản nhiệt cứng, quạt tản nhiệt vật lý nằm bên trong của con Red Magic 8S Pro này. Và với hệ thống quạt này thì nó sẽ khắc phục được điểm yếu của cái hệ thống trước rồi. Đó là với những con Red Magic trước mà kiểu thiết kế mặt lưng trong suốt ấy thì nó sẽ hơi bám nhiều cái bụi bên trong, và anh em có thể dễ dàng nhìn thấy được. Còn con này, mặt sau của nó là mặt sau dạng kiểu là màu nhôm xước, màu bạc ấy, nên là các bạn sẽ không thấy được những cái hạt bụi li ti li ti ở trong cái hệ thống làm mát này. Ngoài ra với Red Magic 8S Pro ấy, thì đương nhiên ấy, là các bạn cũng sẽ có một cái công tắc để chuyển đổi qua chế độ Game Space này. Các bạn chỉ việc gạt một cái thôi là ngay lập tức đã chuyển đổi qua Game Space rồi. Thêm nữa là các bạn sẽ có hai cái phím trigger. Đây là cái phím trigger cảm ứng, và nó sẽ có tốc độ lấy mẫu cảm ứng lên đến là 520Hz. Nên là cho dù các bạn tung chiêu này hoặc combat mà thao tác nhanh ấy thì cũng không thể nào miss được đâu. Tại vì các bạn phải hiểu rằng tần số quét màn hình điện thoại chỉ là 120Hz, 144Hz anh em đã combat quá căng rồi, thì cái này nó là gấp đôi, thậm chí là gấp 3 so với cái tần số quét của màn hình. Và đến với một điểm tiếp theo nữa, đó chính là về cái phần kết nối bên ngoài. Thì với em Red Magic 8S Pro này, nó được trang bị đầy đủ luôn. Các bạn sẽ có cái jack cắm tai nghe 3.5. Đây là một thứ không thể thiếu được ở trên những con điện thoại gaming phone. Em nào không có thì chắc chắn luôn là không phải gaming phone. Tại vì cơ bản, cái 3.5 là một trong yếu tố tiên quyết để nhiều bạn lựa chọn điện thoại để về mà chơi game. Tại vì nó có thể cắm được những phụ kiện bên ngoài, có thể cắm được sao card, có thể cắm được những cái hệ thống âm thanh xịn sò. Ngoài ra, với em Red Magic 8S Pro ấy, thì nó cũng sẽ có luôn hai loa kép DTS X Ultra. Đó, và các bạn cũng sẽ có khay SIM, hai SIM vật lý, và em này nó sẽ không có eSIM nha các bạn. Về cảm giác cầm nắm ấy, thì với con Red Magic 8S Pro, cảm giác cầm nắm của nó sẽ rất là nặng và khá là đầm tay, tại vì hoàn thiện con này cực kỳ chắc chắn và được làm từ những chất liệu nó kiểu nó cao cấp, nó bền bền ấy, nên là cảm giác cầm nắm thì nó không thể nào nhẹ nhàng được. Rồi, còn đến với khoản màn hình ấy, thì đây là một trong những điểm mà mình thích nhất ở trên con Red Magic 8S Pro. Nhưng mà có thể một số anh em sẽ không thích điều này, là với em Red Magic 8S Pro này được trang bị một màn hình rất lớn
AMOLED 6.8 inch. Độ phân giải của nó sẽ là Full HD Plus. Tần số quét của nó là 120Hz. Và quan trọng là tần số chạm của nó thì cực kỳ là cao. Em này nó sẽ không có 144Hz hoặc 165Hz giống như thế hệ trước đây. Nhưng mình nói thẳng các bạn luôn, 120Hz đã là quá đủ để chúng ta dùng rồi. Tại vì đại đa số những tựa game bây giờ thì chỉ lên được tối đa cũng chỉ là 120Hz. Và gần như chưa có game nào lên được 144 hoặc là 165Hz. Chúng ta chỉ cần chơi ở mức 120fps ở một cái tựa game di động thôi là đã quá là phê rồi. Và với cái màn hình này thì nó có ưu điểm ấy là màn hình khả năng hiển thị rất tốt, màu đen sâu, độ sáng cao. Viền màn hình ấy thì cực kỳ mỏng và nó mỏng rất là đều ở các cạnh trên và cạnh dưới. Quan trọng hơn, ở một cái điện thoại gaming phone là nó không có bị khiếm khuyết ở bên trong màn hình. Nó không có một cái hệ thống camera to đùng ở bên trong màn hình. Nó không có bất cứ một cái nốt nào bên trong màn hình cả. Nên là nếu anh em nào đang cần một cái điện thoại có màn hình gần như là trọn vẹn nhất thì đây có thể là một cái điện thoại rất tốt dành cho anh em. Và thực sự khi mà nhìn vào màn hình của con Red Magic 8S Pro thì nó làm cho mình ấn tượng. Tuy nhiên sẽ có điểm trừ nhé. Các bạn sẽ có camera selfie 16 chấm ẩn ở dưới màn hình. Khi các bạn cần sử dụng đến ấy, chỉ cần là vào camera, bật vào camera selfie là có thể sử dụng được. Tuy nhiên thì với camera selfie ẩn dưới màn hình thì nó vẫn tồn tại một nhược điểm mà tới thời điểm hiện tại trên những con điện thoại cho dù cao cấp như là Red Magic 8S Pro vẫn chưa thể khắc phục được. Đó là khi mà chúng ta chụp ảnh ở điều kiện ngược sáng này hoặc chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng thì cái màu sắc, cái hình ảnh, cái chi tiết của nó sẽ không thể nào ngon được bằng so với cái camera nốt ruồi truyền thống. Đó là điều bắt buộc chúng ta cần phải hy sinh. Và đặc biệt là với những anh em đã quyết định chọn điện thoại gaming phone rồi thì cái yếu tố là camera ẩn dưới màn hình nó mới là yếu tố cần thiết hơn so với lại yếu tố camera selfie. Còn đến với một điểm tiếp theo nữa là về phần mềm. Đương nhiên Red Magic 8S Pro hàng sách tay hoặc những con như là Red Magic 8, Red Magic 9 hàng sách tay ấy, thì các bạn sẽ không có tiếng Việt. Còn với em này, chúng ta chạy sẵn một cái hệ điều hành ROM tiếng Việt đầy đủ và chúng ta có tất cả những cái ứng dụng quốc tế có thể cài một cách dễ dàng trên đây. Và một điều nữa là chúng ta sẽ không bao giờ bị tình trạng là trễ thông báo giống như là những chiếc điện thoại sách tay. Thế nên rằng là việc mà lựa chọn một chiếc máy sách tay hoặc là một chiếc máy chính hãng để mà sử dụng lâu dài hoặc để mà tập trung vào yếu tố chơi game ngon nhất ấy, thì với những chiếc máy quốc tế nó vẫn luôn có một sự tối hóa tốt hơn, phần mềm ngon lành hơn, mượt mà hơn và cũng như là sử dụng ở thị trường Việt Nam tốt hơn so với những chiếc máy sách tay rất là nhiều. Đương nhiên tất cả những thứ hay ho ở trên những chiếc máy sách tay thì nó vẫn có tồn tại ở đây. Ví dụ như các bạn bật vào GameSpy, chúng ta vẫn có thể là cài đặt được ti tỷ thứ. Đây là yếu tố mà người dùng người ta chọn Red Magic thay vì là những chiếc điện thoại phổ thông hoặc là những chiếc điện thoại bình thường. Các bạn có thể lựa chọn là búp hiệu năng cho từng game này. Các bạn có thể lựa chọn là chọn cái chế độ hiệu năng cho từng tựa game khác nhau này. Ngoài ra nhé, các bạn còn có những cái phần ví dụ như là chúng ta có thể là tùy chỉnh được cái màn hình của gameplay này. Rồi chúng ta có thể là chơi được ở trên cloud ví dụ như là Xbox này. Rồi chúng ta có chơi được trên Steam này, PlayStation này hoặc Epic Game chẳng hạn. Thì đây là một trong tính năng mà mình nghĩ rằng là với những chiếc điện thoại bình thường nó sẽ không thể nào có được. Và quan trọng hơn nữa là trong cái phần plug-in ấy, chúng ta có thể add được rất nhiều thứ ở đây. Ví dụ như là show được cái phần FPS này. Đó, rồi có nhấm đúp hỗ trợ này, cài được macro và còn có thể cài được rất nhiều những thứ khác. Đặc biệt hơn nữa là với con điện thoại này, nó tập trung rất nhiều vào khoản gaming nên là hiệu năng của nó mặc dù chỉ là trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 2 nhưng mà nó mạnh hơn rất nhiều so với những con 8 Gen 2 phổ thông các bạn ạ. Đấy, chưa kể là phần mềm làm tinh gọn, nhẹ nhàng nên là khi mà mình sử dụng chiếc máy này thì gần như không có bất cứ một chút giật lag nào ở trong đây cả. Còn nói về phần hiệu năng đi thì chia sẻ lại cho các bạn, với em Red Magic 8S Pro thì nó cũng chỉ được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 2 mà thôi. Có thể nhiều bạn sẽ bỉ bô tại vì cơ bản bây giờ đã ra là Snapdragon 8 Gen 3 rồi đúng không? Nhưng đây vẫn là một con chip rất rất mạnh. Đó, anh em vẫn có thể đáp ứng được hầu hết tất cả những tựa game với độ họa là cao nhất. Và quan trọng anh em phải hiểu rằng Red Magic họ tấu hóa cái phần hiệu năng của con chip rất tốt, ép xung cực kỳ là căng. Nên là con 8 Gen 2 này thậm chí là nó nhỉnh hơn rất nhiều so với những con 8 Gen 2 khác nhiều. Và rồi với Red Magic 8S Pro Việt Nam thì có phiên bản 12GB RAM, 256GB. Còn nói về cái khoản chơi game thì em này phải gọi là miễn bàn luôn. Điểm AnTu đạt trên 1.6 triệu điểm nhá. Mình có test luôn tất cả những tựa game ở mức độ họa cao nhất. Thì đầu tiên là tựa game tốc chiến đi. Mình chơi ở mức 120fps là quá mượt. Đó, thi thoảng thì nó mới có tình trạng drop FPS nhẹ thôi. Nhưng mà drop nó chỉ xuống 110fps. Và quả thật là trong quá trình mà chơi tựa game tốc chiến, mình không nhận ra được cái sự giật lag ở đây. Còn về tựa game liên quân, max setting 60fps thẳng tắp. Và nhìn cái biểu đồ này thì mình cũng không biết là phải nhận xét như thế nào nữa. Hiệu năng của nó là quá mạnh. Còn đến với tựa game PUBG Mobile,
có thể chơi được 90 FPS, nhưng FPS trung bình của nó là trên con số 90 luôn, cụ thể là 90.6. Và anh em nhìn cái thanh FPS anh em tự hiểu luôn rồi. Quả này mà cài rank PUBG, đó cài sự kiện các kiểu ấy thì mắc ping. Còn với tựa game Genshin Impact ấy thì đánh liên hoàn quái này vẫn mượt, trừ những lúc chuyển cảnh ra thì FPS thẳng tắp luôn. FPS loanh quanh ở mức khoảng tầm 60 FPS và trung bình khoảng tầm 58.8. Nói chung á, nhìn biểu đồ FPS thì anh em tự hiểu vấn đề luôn. Còn về phần nhiệt độ nhé, thì với con Red Magic 8S Pro này nó được trang bị hệ thống làm mát TOS 12.0 cùng với hệ thống tản nhiệt quạt vật lý ở bên trong, có tốc độ lên đến là 20.000 vòng. Và cái quan trọng nhất là trong quá trình mình test game nhé, mình không hề sử dụng đến sò lạnh, tại vì cơ bản thân nó thôi thì cũng đã đủ mát rồi. Và em này là nhiệt độ cao nhất khi mà mình test tựa game Genshin Impact không bật điều hòa đó, và chỉ sử dụng quạt duy nhất ở trên máy, nó lên tối đa được chỉ khoảng là 45-46 độ. Và quả thật với mức nhiệt độ như thế là nó quá mát so với con tip Snapdragon 8 Gen 2 và những gì con máy này có thể làm được. Còn nếu như mình sử dụng ở điều kiện bình thường đó, có bật điều hòa khoảng tầm 26-27 độ, thì con này nó chỉ nóng lên khoảng tầm 40-41 và cao lắm là 42 độ thôi, thì mình thấy đây cũng là một cái mức nhiệt độ hết sức bình thường. Và phải nói thật là với mức nhiệt độ như thế là quá mát với con chip Snapdragon 8 Gen 2 được búp hiệu năng tốt đến như thế này. Nhiệt độ đã ngon, phần mềm FPS lại ngon như thế này thì thực sự là nó sẽ cho chúng ta một cái phần trải nghiệm chơi game rất tốt. Và cái phần trigger cũng là một trong những yếu tố mà giúp mình có thể chơi được những tựa game bắn súng như kiểu là PUBG, Free Fire, Call of Duty một cách hay ho hơn, và cũng là một cái yếu tố để các bạn có thể hack game được. Thêm một yếu tố nữa đó là chúng ta có thể kết nối được với những món phụ kiện bên ngoài, thậm chí là có thể xuất màn hình cho màn hình rời bên ngoài để chơi game trực tiếp trên màn hình PC và chơi game bằng chuột bàn phím luôn. Phải nói rằng là hack game thật sự. Rồi, còn về phần pin ấy, em này vẫn có một viên pin đủ tốt 6000 mAh, có sạc nhanh 65W. Mình thấy rằng là không cần phải sạc quá nhanh đâu, chỉ cần 65W và 6000 mAh thôi là đã quá đủ rồi. Nếu mà anh em dùng cơ bản, em này được khoảng tầm 8-9 tiếng, thậm chí là 10 nếu mà chỉ dùng với tác vụ nhẹ nhàng. Còn nếu như để chơi game ấy thì căng nhất có thể đạt được khoảng tầm là gần 6 tiếng. Như vậy cũng là quá khủng khiếp với một chiếc máy sinh ra để chỉ để chơi game như thế này. Và đương nhiên á, nhưng tuy nhiên cái 5-6 tiếng đấy là với những tựa game phổ thông thôi. Còn chơi game Genshin Impact thì mình cũng không hiểu tại sao nó đốt pin nhiều đến vậy, khoảng tầm là hơn 4 tiếng nha anh em nhé. Còn thời gian sạc đầy ấy, thì em này mình đã test thử rồi, thời gian sạc đầy của em nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 45-50 phút, cũng không phải một khoảng thời gian quá lâu với một viên pin 6000. Về camera thì đây không phải yếu tố mình đánh giá mạnh, tại vì con này nó chỉ dùng cảm biến là Samsung GN5 mà thôi, và camera góc rộng của nó cũng chỉ có độ phân giải là 8 chấm. Nói chung á, là mình không đánh giá cao về phần camera này. Nếu mà trong tầm giá thì mình đánh giá nó ở mức khoảng tầm là 5-6 điểm, tại vì cơ bản đây là một chiếc điện thoại tập trung vào phần hiệu năng, không tập trung mạnh vào phần camera. Chi tiết thì cũng ở mức là tạm được. Độ tương phản, độ bão hòa màu sắc thì mình thấy cũng không phải là quá cao, nhưng mà mình khen được cái là con này xóa phông tốt nha, và tách bạch chủ thể cũng ngon. Về khả năng chống rung thì mình thường quay ở mức là 4K60, và mình thấy rằng là nếu anh em nào mà kiểu cần quay chụp cơ bản thì em này có thể đáp ứng được, chứ còn nếu mà cần với nhu cầu cao hơn chuyên về quay và chụp vậy thì mình nghĩ rằng là nó chưa ngon cho lắm. Rồi, ok, trong video ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau review về Red Magic 8S Pro. Và phải nói rằng là Red Magic thì mang con này về hơi muộn, nhưng mà có còn hơn không. Và đây cũng có thể là một con điện thoại nó sẽ tập trung rất nhiều vào khoản gaming. Anh em nào đang cần một chiếc điện thoại chuyên về chơi game, tập trung vào khoản hiệu năng mạnh và không quan tâm lắm đến yếu tố ví dụ như là về phần camera hay là về cái phần như kiểu là tính năng hay là bọc vạch chẳng hạn, thì với Red Magic 8S Pro nó rất là hợp lý, tại vì nó chỉ tập trung vào 3 yếu tố thôi, là màn hình của nó cực kỳ xuất sắc, hiệu năng của nó cực kỳ tốt, và quan trọng nhất là thời lượng pin của nó thì quá dư giả để anh em chơi game. Anh em nghĩ sao về Red Magic 8S Pro? Chiếc điện thoại gaming phone này có làm anh em hài lòng hay không? Đừng quên comment để lại cái nhận xét nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau. Bye bye.